Vũ xin chào anh em lại của video của mình. Hôm nay đưa lên mấy cái bình xăng được ba cái bình xăng Kim 125 tháo xe đẹp ha. Bình số 1 giá 1,8 triệu, bình Kim trên xe gất xuống có hai dây xả xăng, ốc chưa chạm nha bà con ha, nước nhôm Kim chưa chạm. Này mua co với que nè, nghe đây. Co 200 que 600 ở 400. Này 600. Alo. Bình Kim trên xe rớt xuống nha bà con ha. Chỗ này có chốc nước sơn. Alo. Alo. Trời anh mua cái gì vậy? 1,8 triệu. Là yeah. Ghi qua sổ bên kia đây. Đây. Be 400, co 200. Nước nhôm Kim nha bà con ha. Alo. Đó, giá 1,8 triệu, bình trên xe rớt xuống. Dạ, luôn bao anh em xài. Ốc chưa chạm nha, đầu cổ là chưa chạm hết. Thì hổm nó giờ mười mấy cái bình cọp đẹp đó. Cái này anh em giờ đưa lên luôn xài ha, không có đưa lên xài luôn, không có chỉnh sửa gì cho nghe bà con ha. Nước nhôm Kim không rửa không tẩy gì hết. Rồi. Cái này là mình đưa lên full 2 full neo là ok ha. Nè. Còn những cái xe khác á thì chúng ta phải thay cái những xe nhỏ là chúng ta phải thay cái họng boe. Cái họng boe nó dài coi như nè. Một cái họng boe đâm vô cái bao tử. Thí dụ là quanh pha lốc trắng, lốc đen đó, 110 ZX pha cộng rồi đó thì phải thay cái họng boe, là cái họng này là họng lớn nè. Nhưng mà cái bình này bình lớn Kim 125 thì chúng ta đưa vô cái xe đó thì chạy quá ngon quá ngọt rồi. Khi qua cua là nhầm khi là khỏi chằn trả số luôn á. Nó im á. Nó mượt lắm mà nó ít hao xăng, bình Kim trên xe mà. Không khóa qua nhỏ anh. Không khóa qua nhỏ 201. 201 anh. Không khóa hãng. Nè mấy cái nước sơn này còn hết trơn nha bà con ha. Dạ xuống thoại này luôn nha. Nè nước sơn bút lông ở bên trong nè. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh. Thì cái bình mà hổm dài bán ở trên xe rớt xuống là bán không có lỗi anh em ha. Nhầm khi thì nhầm bình cái này hoàn toàn không rửa không tẩy, nhầm bình trên xe nó người ta tháo ra lâu á, dài á. Chúng ta muốn chạy mướt từ 30-50 cây số nó mới mướt lại ha, nhầm bình đưa lên là mướt liền luôn. Nhưng mà ở đây bán mấy cái bình này bao xài, thí dụ bình 1,8 triệu này xài không được, trả lại ở đây, trả tiền lại đủ cho anh em. Cái đó là tỷ lệ sơ xuất, mà nhưng mà bình cọp này tỷ lệ sơ xuất rất là ít. Rồi cái bình số 2 giá 1,7 triệu, chứ không phải như những bình câm điếc thì em bán là 550-600 cái bình đó thì nó không có bao, còn cái bình này là bao xài. Ví dụ là anh em giờ xài không được, vô trả xăng dư hay là xài không được, rồi trả lại đây, ở đây là trả tiền lại. Mấy bình này là bao xài, bình trên xe rớt xuống hôm nay duy nhất chỉ có 3 bình thôi ha. Ốc nè, ốc này chưa chạm nè ha, ốc đuôi ốc gì chưa chạm nè. Mấy này còn dơ không có rửa anh em ha. Dơ không có rửa. Vậy đó là đưa lên là dứt luôn. Số 2 giá 1,7 triệu nha con ha. Kim 125 Thái Lan tháo xe ra. Mạng yếu quá anh, điện số giùm đi, còn không anh cho số đi bên đây điện lên cho. Mấy cái này rất là mới ha. Xả xăng này chưa có dấu chỉnh ha, chưa có chạm á, chưa có chạm dít vô, nhưng mình Kim chưa chạm dít vô. Cháy ra bê tông đen rất đen luôn ha. Rồi bao gồm bình số 2 co và 2 cộng dây thun là 1,7 triệu nha anh em, duy nhất chỉ có 3 bình thôi, hết trơn à. Bây giờ bán hết bình luôn rồi, mấy bình cọp này hết luôn. Số 3 1,7 triệu, nãy số 2 1,7 triệu, số 3 1,7 triệu ha. Kim 125 thì nó sẽ đóng F1 AC. KBH Kim 125 ha. Chúng ta mua bình xăng này á thì anh em đừng có
Đừng có nói không có lấy cái co, tôi lấy bình xăng thay dạng túc co. Không phải đâu, cái co của nó với cái fit của nó, cái co của nó với cái fit của nó mới đạt cho ampli. Chứ mình đừng nghĩ trên xe mình có cái co rồi mình lấy co mình xài. Cái co của nó với cái fit của nó là giờ mình mấy con mắt này nó chưa có chạm nè, giờ nó đạt cam ti. Anh em mua cái bình giờ không gắn vô cái co với cái fit mình, nó không kín hơi, nó không đạt cam ti á. Nọc hai rồi đó, ba bình. Mấy ốc xả xăng này chưa chạm nha, ốc đít rồi chưa chạm trơn nha, còn zin hết. Chỗ này có chốc nước sơn miếng ha, thì bê tông rất là đẹp. Rồi, hôm nay lên ba bình xăng này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Xin chào nha.